Chào cô chú anh chị nghe, buổi trưa ngày hôm nay là anh Khoa mở cửa cho cha chị ông Loan đi công chuyện nghe cô chú anh chị. Giao có bàn cho chị Hồng Loan cũng bằng cái con. Cô chú anh chị thì nói chung là chị Hồng Loan cũng mới đi ra ngoài thì em cũng chạy qua ghé shop chị Hồng Loan, phía trong là có mấy em trợ lý của chị Hồng Loan đang ở phía trước cả nhà, và cái tóm của chị Hồng Loan hỗ trợ chị Hồng Loan đây, cả nhà đang buôn bán hàng ở shop Bun Bun. Cô chú thì anh Hải cũng đang ở phía trên lầu một nghỉ trưa ở trên, chị Hồng Loan anh Khoa vừa chở chị Hồng Loan đến đây cả nhà, chị Hồng Loan lên lầu thôi cả nhà. Nói chung là em thấy hơi chỉ mà cô chú anh chị không quay được cận cảnh chị Hồng Loan vào bên trong shop Bun Bun đó cô chú. Đây là bé người làm của chị Hồng Loan. Cái đèn của shop chị Hồng Loan tuy ở ngoài nó không có chớp chớp hơn cả nhà, nhưng em quay trong video là nó sẽ bị chớp chớp hơn cô chú anh chị, vì nó chói nó cả nhà. Chị là nhân viên của chị Hồng Loan nè, em mua đồ của Hồng Loan. Chị Hồng Loan cũng mới livestream ở bên ở nhà đó nè, bón nay chị Hồng Loan bón thêm mắm nêm nữa cô chú anh chị đó. Thì nói chung thông tin này chị rất là quý luôn, chị Hồng Loan cũng giới thiệu nhà vườn khoai lang Đà Lạt cũng gần 6 tấn nha cô chú anh chị, rất là quý luôn. Bà con cô chú anh chị gần xa yêu mến chị Hồng Loan, thì mấy cái nói chị Hồng Loan để hỗ trợ chị Hồng Loan gần 6 tấn khoai lang cho giải cứu về vườn ở Đà Lạt, thì nói chung là khoai lang cũng đã xong xuôi hết rồi cả nhà. Đó. Thì sáng giờ cơ không có anh em nào quay ở shop Bun Bun, thì em giờ em chạy qua để em quay chia sẻ của chú anh chị shop Bun Bun cho đại gia đình mình xem buổi trưa ngày hôm nay á. Shop Bun Bun già da nè, túi sách nè, gia đình ví da A6 506 Trường Sa, phường Heo, quận Phú Nhuận cả nhà. Số điện thoại 0938 091 095 để liên hệ mua hàng đặt hàng đang cả nhà mình. Có những thông tin nào mới em sẽ cập nhật và quay chia sẻ cho cả nhà mình, đại gia đình mình xem. Ở trong này shop Bun Bun thì hàng bán cũng lai rai nha cô chú anh chị. Nói chung là shop mới mở thì khách cũng chưa là đôi khi cô chú anh chị cũng chưa biết địa điểm, chưa biết thông tin nó cả nhà.
ngày nào cũng có khách mua là ok rồi cả nhà. Shop bình bình mở cửa từ 8 giờ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối nha cô chú anh chị, có đôi khi còn hơn nữa cả nhà. Xe cổ trả rất là hay luôn. Cứ nhìn luôn qua đây chứ. Đâu rồi tao cái này. Nhìn luôn diễn kịch rồi anh Khoa. Dạ. Nhìn luôn diễn kịch rồi. Dạ. Mà nhìn luôn đi diễn kịch rồi. Không biết nữa. Anh thấy giờ anh qua đây. Không mới qua. Nắng ngồi bên kia thấy Khoa chở chị không lo này tướng qua đây. Khoa đẹp trai. Chở chị Hồng Loan về phía trong thôi. Tuy nhiên mình cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị bạn bây giờ sao á.